Hello các bạn, mình là Kansi Gamer. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một plugin hỗ trợ về server Skymine cũng như là server Prison. Và plugin này cái tên là Katamine. Hiện tại nó sẽ hỗ trợ cho các bạn phiên bản từ 1.13 đến 1.20. Các bạn lưu ý khi cài đặt vào trong Minecraft server. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khu vực cũng như là tùy chỉnh các khu vực. Và plugin này, các bạn lưu ý là các bạn phải cài đặt Quick Edit để chạy các bạn nhé. Nếu các bạn không cài đặt Quick Edit thì nó sẽ không thể nào chạy được. Các bạn lưu ý cho mình. Đây thì mình đã có chuẩn bị sẵn hai vị trí rồi. Lúc này thì mình sẽ chọn vị trí đầu tiên và vị trí thứ hai như thế này. Sau khi chọn xong thì mình sẽ bấm đó chính là CM và Create để tạo ra một khu vực. Đây mình đặt tên là Test thế này. Sau khi tạo xong rồi thì lúc này mình sẽ cài đặt các khối có trong khu vực này. Mình lấy ví dụ như sau, ở CM Set để chọn cái tên. Tiếp tục chúng ta sẽ cài đặt cái khối mà nó ví dụ như là Aram Block đi, chúng ta có là 50% như thế này. Sau khi các bạn đã tùy chọn phần trăm cũng như là thêm khối vào khu vực rồi thì nó sẽ thông báo cho các bạn là các bạn còn bao nhiêu phần trăm còn phải lắp đầy nữa. Ở đây là chúng ta còn 50%, do đó mình sẽ chọn thêm một cái khối khác mà nó ví dụ như là khối vàng các bạn nha, nó có là gold block. Như vậy là xong, lúc này là toàn bộ được lắp đầy các bạn nha, chúng ta không còn thừa phần trăm nào cả. Lúc này các bạn nhập cho mình đó chính là CM và GUI, tức là mở giao diện quản lý ra. Ở trong giao diện quản lý này nó sẽ có các khu vực các bạn cài đặt. Ở đây thì mới có khu vực test là do mình tạo thôi. Nó sẽ hiển thị thông tin liên quan đến khu vực này các bạn nha. Bạn sẽ nhấn vào để cài đặt. Đầu tiên, các bạn có thể tùy chỉnh phần trăm của các khối và tùy chọn thêm sau sự khối trong này. Mình lấy ví dụ với khối vàng đi, muốn nó giảm còn là 25% thì các bạn chỉ cần click vào. Nó sẽ có tùy chọn là tăng, giảm đây các bạn nha. Màu xanh là tăng, còn màu đỏ là giảm. Các bạn lưu ý. Ví dụ như ở khối vàng này, muốn nó giảm là 25% thì mình sẽ tìm phần màu đỏ và giảm này xuống là còn 20. Sau đó mình sẽ tăng lên 5 đúng chưa? Ta có là phần lên 5. Như vậy là còn 25%. Mình sẽ trở về. Lúc này nó sẽ hiển thị cho các bạn thấy rằng là chúng ta còn 25% còn lắp đầy. Cho đó các bạn sẽ chọn bất kỳ cái khối đó trong khối độ các bạn. Các bạn chỉ còn nhấn chuột trái thì nó hiển thị vào trong này các bạn nha. Còn nếu các bạn còn lại muốn gửi nó đi thì nhấn chuột phải để xóa đi các bạn nha. Các bạn lưu ý. Bây giờ mình sẽ thêm gọi là khối khác vào. Sau đó mình sẽ tùy chỉnh tỷ lệ của nó tăng lên là 25% đúng chưa? Thêm 5% nữa. Ở sau đó các bạn mình nhầm, mình sẽ thêm 5 là thêm 0.5. Như vậy là xong. Ở trong mỗi khối các bạn cài đặt, các bạn sẽ có thêm một số tùy chọn như sau. Ở đó các bạn sẽ có một cái thay đổi cái loop table. Đó là các bạn sẽ cài đặt một phần các bạn muốn rơi ra. Ví dụ mình sẽ gọi là cho nó rơi ra cái gỗ khi mà chúng ta đào đúng chưa? Mình sẽ lưu lại như thế này. Như vậy là xong. Sau khi các bạn đã thêm một phẩm tùy chỉnh rơi ra rồi, lúc này các bạn có thể tùy chọn là tắt bật chức năng này các bạn nha. Nếu các bạn để mặc định ấy, thì nó sẽ rơi ra cái vật phẩm mà các bạn đã cài đặt. Còn nếu các bạn bật lên thì nó sẽ rơi ra cái vật phẩm là cát như là vật phẩm cũ mà các bạn vừa thêm vào. Các bạn lưu ý cho mình các bạn nha. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ bật lên cho các bạn xem. Và tí nữa mình sẽ thử cho các bạn thấy nha. Ở đây các bạn sẽ có cho mình cái phần là tùy chỉnh tỷ lệ rơi ra. Các bạn có thể nhóm vào và các bạn tùy chỉnh là tỷ lệ. Đây tỷ lệ rơi ra là 100%. Các bạn muốn thì các bạn chỉnh là 50, 20 gì đó. Và các bạn có thể thêm nhiều vật phẩm để tùy chỉnh khác nhau các bạn nha. Để các bạn cài đặt. Như vậy là xong. Tiếp theo, các bạn sẽ cài đặt cho mình đó chính là thời gian để reset khu vực cũng như là phần trăm để reset khu vực. Các bạn có hai tùy chọn. Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt đó chính là thời gian để reset. Mà lấy ví dụ mình sẽ cài đặt là 20 giây, chúng ta sẽ tăng lên 20. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần liên quan đến là cài đặt phần trăm. Tất nhiên là phần trăm và thời gian này nó sẽ không liên quan đến nhau các bạn nha. Các bạn có thể tùy chọn một trong hai. Mình lấy ví dụ ở đây mình chọn là 20% các bạn nha. Như vậy là xong. Trở về. Sau khi các bạn đã cài đặt xong rồi thì nó sẽ hiển thị đó chính là cái thời gian reset là 20 cũng như là cái phần trăm reset là 20, có nghĩa là như thế nào. Mình lấy ví dụ như sau, mặc định cái khối này chúng ta là 100% đúng chưa. Bây giờ khi bạn phá đúng không, nếu bạn cài đặt theo thời gian thì cứ 20 giây nó sẽ reset một lần. Còn nếu bây giờ các bạn cài đặt theo phần trăm ấy thì khi bạn phá nó xuống còn là 20% thì nó sẽ tự reset, thay vì nó reset theo thời gian các bạn nha. Chúng ta phần cài đặt này nói chung các bạn có thể tùy chọn là ở thời gian hoặc là phần trăm hoặc là cả hai là thời gian phần trăm thì các bạn cài đặt. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ là thời gian trước các bạn nha. Tiếp theo các bạn sẽ cài đặt liên quan đến phần đó chính là cảnh báo có thời gian nó reset cũng như là liên quan đến cái phần là dịch chuyển người chơi khi họ đang ở trong khu vực khu mai này kiểu thế. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào. Đầu tiên các bạn sẽ có cài đặt liên quan đến việc là có cảnh báo cho toàn server hay không, có nghĩa là ở cái mai này ở đâu nó không biết thì nó vẫn cảnh báo cho tất cả người chơi ở khu vực khác cứ như vậy các bạn nha. Nhưng mà phần này mình nghĩ các bạn không cần bật hoặc là không cần cài đặt luôn ấy, bỏ qua đi bởi vì mình thấy nó không cần thiết. Các bạn bật lên đúng không thì người chơi ở khu nào đó không biết, khu A khu B gì đi,
mà cái mỏ này ở khu C nó bỏ thông báo lên cho người chơi đó thì rất là phiền các bạn nhá. Tiếp theo nó sẽ có là có vật cảnh báo hay không, thì chẳng có rồi. Ở đây nó sẽ có là có vật cảnh báo liên quan đến action bar hay không, hoặc lên các bạn nha. Thì các bạn chọn cái hai cái này, một là nó sẽ liên quan đến action bar, hai là nó bật liên quan đến nhắn như thế này các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ gọi là tắt cái cảnh báo liên quan đến nhắn đi, bật cái gọi là cái action bar là được rồi các bạn nha. Tiếp theo các bạn có cái phần là liên quan đến việc là dịch chuyển người chơi, có nghĩa là khi người chơi họ kẹt trong file đúng không. Đây ví dụ như này nha, chúng ta còn 12 giây nữa thì nó sẽ reset này. Khi mình bật chức năng đó rồi thì hết thời gian cái khu vực này nó sẽ reset mà sẽ được đưa lên cái gọi là cái top của khu file này, khu vực này các bạn nha. Các bạn xem này đó, như các bạn thấy đó chính là phần cài đặt này các bạn nha. Ở đây nó sẽ có một tùy chọn khác, có nghĩa là các bạn sẽ cài đặt khu vực dịch chuyển riêng. Cái phần này mình nghĩ là không cần thiết, do đó mình để mặc định là dịch chuyển lên top các bạn nha, thì các bạn cài đặt. Và lấy ví dụ như sau, khi mình bật khu vực này lên rồi thì mình sử dụng câu lệnh đó chính là cm và set reset tb, chọn cái tên khu vực bạn cài đặt, các bạn đứng ở đâu thì sau khi nó reset các bạn sẽ về lại vị trí này, cứ như vậy các bạn nhé. Ở đây thì mình không có cài đặt gì đó, mình sẽ bỏ qua, quay trở lại với cái giao diện mình sẽ đặt nó đi. Ở đây các bạn sẽ có thêm một chức năng, đó chính là có thay thế tất cả các khối hay không, hay là nó chỉ thay thế những cái khối nào mà các bạn đã đào rồi. Nếu các bạn bật lên thì nó sẽ thay thế những cái khối gọi là trống, hay tức là những cái nào bạn đào rồi thì nó mới thay thế, còn những cái nào chưa đào thì nó vẫn giữ nguyên như vậy. Bạn lưu ý ở đây thì mình để mặc định là thay thế tất cả các khối các bạn nha. Ở đây nó sẽ có cho các bạn đó chính là cái khoảng cách để thông báo. Ở phần khoảng cách này thì các bạn có thể tùy chỉnh khoảng cách bao nhiêu đó. Ở đây mình để mặc định là 5 các bạn nha. Nhưng các bạn thấy khi mình ở trong khu vực này nó sẽ thông báo có thời gian reset, và khi mình đi ra đúng giờ thì tự nó sẽ mất đi, bởi vì mình đã ra khỏi khu vực thông báo rồi. Bây giờ mình vào lại thì nó sẽ gọi là thông báo cho mình biết, thì như vậy nha. Tương tự bây giờ mình sẽ chỉnh lại, đó chính là cái phần trăm. Một phải bên này nó sẽ chỉnh thành phần trăm các bạn nha. Ở đây nó có là 100 và 20. 20 tức là cái điểm, cái phần trăm mà nó sẽ reset. Còn 100% nghĩa là cái khu vực này nó đang là 100%. Đào này sẽ xuống 98 này. Tương tự khi mình đào xuống hết các bạn nha. Bây giờ mình sẽ phá hết đi, khi mà nó còn 20 ấy, nó sẽ reset. Các bạn có thể xem như sau. Là 40, 39, 35 này, 34 này, đó, tiếp. 23, 21 này, bây giờ phá lần nữa này. 20, 31. Nó vẫn chưa reset các bạn nha, bởi vì nó phải đúng là 20% nó mới reset, thì mình phải thêm một khối nữa đó thì nó sẽ reset các bạn nha. Như các bạn thấy đó chính là phần cài đặt liên quan đến việc là reset theo phần trăm thay vì theo thời gian các bạn nha, thì các bạn tùy chỉnh. Tiếp theo các bạn có cho mình đó chính là cài đặt cái enchant hiệu shop đã đạt được khu vực này, thì các bạn cài đặt, ví dụ ở đây các bạn cài đặt level 1, có nghĩa là yêu cầu hiệu suất level 1 thì mới đạt được khu vực này các bạn nha, các bạn lưu ý. Còn nếu các bạn muốn người chơi nào VIP gì đó họ không cần phải có cúp hiệu suất họ vẫn đào được, thì các bạn có thể sử dụng cho mình cái quyền đó chính là Katamai.Grid, như các bạn thấy ở trên màn hình, thì người chơi sẽ không cần đứng cúp hiệu suất vẫn đào được bình thường các bạn nha, các bạn lưu ý. Cuối cùng các bạn có cho mình một số chức năng kiểu như là reset cái mai này, hay là dịch chuyển đến cái mai này. Ngoài ra các bạn sẽ có thể là xóa luôn khu vực này ở đây thì các bạn cài đặt. Tiếp tục các bạn sẽ có cho mình đó chính là có bọc cái mai này không, ví dụ các bạn tắt đúng chưa, thì lúc này cái mai nó sẽ không còn reset nữa các bạn nha. Bạn có phá thì nó cũng không reset, và các bạn sẽ reset bằng câu lệnh, còn nếu các bạn bật lên thì nó sẽ tự động reset. Các bạn lưu ý ở phần này thì nó hiển thị rằng là cái mai này, cái khu vực này có đang hoạt động không của các bạn nha. Ví dụ các bạn ở tắt thì nó sẽ báo rằng là cái mai này đang tắt, bật lên thì nó hiển thị đang bật, chỉ như vậy thôi. Đó sẽ là cách cài đặt. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh sang chế độ sinh tồn các bạn nha, để mình đặt khu vực này thử xem nó ra cái gì. Bây giờ mình sẽ đào cát này đó, nó sẽ ra là gỗ và cát các bạn nha, như các bạn thấy. Đó. Nếu các bạn thắc mắc tại sao nó rơi ra, đó chính là cái gỗ và cát, thì đơn giản bởi vì mình đã bỏ chức năng đó chính là thêm cái fusion drop vào rồi, thì khi mình đào nó sẽ rơi ra là cát và gỗ luôn. Bây giờ mình tắt đi thì nó chỉ rơi ra gọi là cái gỗ thôi. Các bạn xem lại cho mình nha, đây phá này, bây giờ nó chỉ rơi ra gỗ thôi các bạn nha. Đó chính là phần cài đặt này, thế là tùy các bạn tùy chỉnh. Ở trong phần config của plugin này thì không có gì để cài đặt cả các bạn à. Nó rất là đơn giản, nó chỉ có là thay đổi prefix một kiểu thôi, không có gì để mình nhắc đến cả. Còn việc các bạn tùy chỉnh từng khu vực thì các bạn đã có cái phần giao diện ở đây để các bạn quản lý rồi, rất là tiện các bạn nha. Các bạn không cần phải vào file để các bạn là tùy chỉnh. Cái giới hạn của plugin này mình thấy đó chính là nó không có cho gọi là vật phẩm rơi vào túi đồ của mình các bạn nha, ví dụ mình đào ra đúng không thì nó vẫn ở đó và người khác có thể nhặt được, các bạn nghĩ là vậy ấy, nó không có rơi vào túi đồ của mình, hoặc có thể là nó sẽ không có phần cài đặt nung, các bạn nghĩ là như vậy, bởi vì không thấy cái chức năng nào liên quan đến là tự nung một phần cả, các bạn lưu ý. Tất nhiên là về sau
Người phát triển họ có thể cập nhật thêm chức năng trong plugin này để nó phong phú hơn và có nhiều cách điều chỉnh hơn các bạn nhé. Video mình hướng dẫn cho các bạn về plugin Katamite hỗ trợ cài đặt cho các khu vực Skymine hay là Prison đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký kênh, thích và chia sẻ video của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!